shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn. Kingmansport.vn, thế giới đồ thể thao làm không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay với 284 tỷ. Với 284 tỷ này thì bác chủ đang muốn build một đội hình xuất sắc nhất để làm đội hình chính của mình. Khi mà ở đội hình chính thì đắt giá nhất chỉ vài những con hàng như kiểu Inkay này, Mares 8, Jesus Navas 8, những con hàng gọi là hơi ảo giá. Rồi là một đội hình của Phương Việt Nam nữa. Nói chung là loanh quanh đội hình này nó chỉ tầm khoảng hơn chục tỷ thôi. Ngoài ra là bác chủ còn có cả một đội hình full của mùa giải NHD vô cùng là hoài cổ nhé. Không biết là làm cách nào bác ý lại có thể mua được những con hàng này à? Mua dễ à? Nghe cũng giòn phết đấy nhở. Hôm nào hoài cổ làm đội hình full NHD này đá nghe cũng vui vẻ phết đấy chứ. Đùa đâu. Cộng 8 này cũng 30 tỷ đấy. Cộng 9 này là cũng 100 tỷ đấy chứ đùa đâu. Nghe cũng ra gì phết đấy nhở. Mấy con NHD là những con hàng đời đầu. Anh em nào mà mới chơi F4 thì chắc là không biết mấy con hàng này đâu. Con hàng này là gắn liền với cái mùa giải mới nhất ở thời điểm đấy ấy. Mùa giải S18 đúng không? Đời đầu F4 là S18 hay sao? Đấy, thì nó đã có mùa NHD này sau cái mùa giải đấy rồi. Đây là những con hàng đầu tiên đấy. Rồi, và tôi cũng có tham khảo qua ý kiến của bác chủ. Thì bác ý đang rất là thích một đội hình của Bayern Munich. Đây là ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với 284 tỷ này sẽ xuống tiền với Bayern Munich nhá. Tôi hỏi qua bác chủ là bác ấy thích một cái chất riêng như thế nào thì bạn ấy bảo là anh build team một team cháy nhất có thể nhé. Em fan Bayern và em idol của em là Thomas Müller. Đấy, ok luôn. Thế thì cũng dễ dàng rồi. Như vậy thì tôi cũng sẽ chốt team cho bác chủ luôn nhá. Quan điểm là rõ ràng chúng ta sẽ build một hình full 5 mắc binh nhất. Kết hợp được một vài con hàng cộng 8 thì càng tốt. Đầu tàu sẽ là Thomas Müller. Rồi tôi check qua con Müller của bác chủ nhá. Với Thomas Müller vào ngày hôm nay nếu như mà muốn cháy sườn và là fan hâm mộ của Müller thì tôi nghĩ là đã là một cái chất riêng rồi. Chúng ta sẽ bú cho bác chủ một cái chất riêng luôn đi nhá. Sẽ là một con hàng Thomas Müller đắt đỏ một chút. Tôi nghĩ là tầm khoảng 110 tỷ nhá. 108 trước đi. Con này chắc tầm 110 tỷ là nhà thôi. Thomas Müller với chỉ số 115, tôi sẽ lấy với mức giá khoảng 108 tỷ. Rồi, 284 tỷ đầu tư Müller tầm 110 tỷ là bình thường. Chúng ta sẽ đến với tuyến giữa, tôi làm con ba lắc mùa BTB hoặc là mùa FA là đẹp. Tầm tiền này là vừa xinh. Ui, nếu mà cái giá này mà mua được ba lắc của mùa này thì cũng ok phết đấy chứ. Ba lắc của mùa League Number nhưng mà thôi. Tạm tạm tôi lấy con ba lắc của mùa BTB thôi cũng được. Con này 25 tỷ 6 là giả thôi. Rẻ nhờ, BTB bây giờ giá nó cũng rất là vừa miếng và hợp lý đấy. Tuyến giữa. Tuyến giữa thì cũng tương đối là đơn giản rồi. Anh em có con SK này nữa là đã mắc binh luôn. 36 tỷ. Hàng này chắc chắn là sẽ về nhá. Mùa World Cup này thì hơi khó mua. Bộ đôi CDM như vậy là đẹp. Cặp trung vệ. Tầm tiền này có thể đầu tư một con trung vệ xịn một chút. Suler mùa này mua được không nhở? Ta so sánh Suler của con hàng này giống như bóc quai của tiền Anh. Form tiền này đang hơi lấn cấn này. Cặp trung vệ thường phải to to một chút. Làm con cộng 8 thử xem nào. Form tiền này thì chắc là lấy con Boateng vẫn là vừa miếng nhất. Nếu như mà chúng ta muốn đầu tư cộng 8 nhỉ. Cộng 8 lấy con Boateng vẫn là hợp lý anh ạ. Con này tốc 115. Boateng tốc rất nhanh 114, 2 chân 5 năm. Mà mùa này thì nó sẽ tiết kiệm được khá là nhiều lương đấy. Lương 19. Được nhá, làm con cộng 8 mà đi. 36 tỷ rưỡi. Boateng sẽ đá cặp cùng con trung vệ nữa. Chắc là chỉ cần cộng 5 thôi. Boateng cộng 8 là được rồi. Vì Boateng nó cũng không có cái mùa to nhất. Đá mẹ Suler đi nhỉ. Đá mẹ Suler TS đi anh em ạ. Thử thử đi. Nghe đồn là Maguire của nước Đức. Thực ra thì Suler mùa này cũng không phải tệ lắm đâu. Nhìn đẹp phết mà. Tốc 111. Thực ra thì có thể lấy Oppa cũng được bạn nhá. Tôi muốn đổi đi một tí. Tôi lấy con Suler anh em ạ. Suler nhìn cũng được mà. Suler nhìn ok phết đấy. Các chỉ số với phòng ngự rất là đẹp anh em ạ. Thôi đổi gió Suler mùa này đi nhá. 18 tỷ. Lucas thì mua nó bé quá các bạn ạ. Lucas mà mua cái tầm tiền này sợ nó hơi nhỏ. Lucas này 5 tỷ hôm trước là tôi cũng mua rồi. Lucas hoặc Pava của 20U cũng được. Nhưng mà tôi lại chơi với con đấy nhiều quá rồi. Pava thì tôi chưa lấy đâu. Suler mùa đấy nhìn lấy cho sang chảnh được mà các bạn. Được nhá, tạm như thế này đi đã nhá. Rồi chúng ta đến với hàng công nữa nè. Hàng công kiếm thêm một con tiền đạo nhìn cháy một chút nè. Tầm tiền này thì vẫn lấy Robert Lewandowski là hợp lý nhất nhỉ.
không có lựa chọn nào hơn cả. Chỉ có mỗi Robert là vừa miếng nhất thôi. Và với cái form tiền này thì Robert của Mục Cáp vẫn là mãi đỉnh. Robert, tôi lấy một con đi cũng được nhá. 27.6. Và nếu như bạn muốn lấy cộng 8 thì anh em có thể lấy Robert của mùa 20.08 cũng là một lựa chọn hay. Con này chỉ số hình như là 100 mấy thẻ cộng 5 ấy. 20U này. 20 ui đắt thế, 20 trăm tỷ à. Cao quá nhỉ. Nhẹ thì hơi cao. Thế thôi. Đấy, đây One Cap là được rồi. Hàng công thì anh em có thể đổi vài lựa chọn đá cánh nữa. Có ma né này mua được không? Tôi rất thích lấy ma né này nhưng mà tôi đéo biết là có mua nổi nó không. Rồi cánh thì anh em có thể có những lựa chọn như Sergei Gnabry này, Leroy Sané, Mane và Ivan Perisic. Đấy là những lựa chọn hay nhất dành cho team Ben. Thôi mình lấy một con Perisic đi nhá. Còn lại 9 tỷ 3 là về. Perisic một cánh nhá. Một cánh định lấy con Mane này đấy. Tôi khá là thích Mane nhưng mà Mane này tôi sợ săn nó khó quá các bạn. 17 tỷ rưỡi này, 112 này, sợ khó về lắm. Thôi thì lấy Sané cho yên tâm được. Thực ra đá Sané rất là sướng các bạn nhá. Chân thì là 53 thôi nhưng cái chân trái của Sané cực kỳ uy lực. Tốc 118, 116, sút xa mà tốc độ khá đẹp luôn đấy. Không thì anh em lấy săn Sergei Gnabry. Thật ra Sergei Gnabry nó có cả mùa 21U cơ. Con này tự nhiên nó bị ảo. Con này mà đéo ảo tôi mua mẹ cũng luôn được. Ngày xưa con này nó tầm khoảng 7 tỷ cơ. Bây giờ nó giá ảo quá, khó mua quá mẹ. Chỉ mua có mỗi con LL này. Nếu như bạn thích cũng được. LL là chân 45, đéo chân 55, chỉ số to nhưng mà lại chân lại kém hơn. Tôi lấy Sané nhé. Đấy con Sané rồi, bây giờ chúng ta dồn lại về hàng thủ nhé. Sané 12 tỷ 7 là được. Hay là Sergei Gnabry 19.6 nhỉ. Được đấy, con này ok lắm luôn các bạn. Lương có 18 thôi. Cân lương thì mắc con mẹ binh. Thôi lấy hai con 255 đi nhá. Bộ tứ nguyên tử là 255 hết. Từ Sergei Gnabry Basic, Robert Lewandowski và Thomas Muller đều 255. Sergei Gnabry mùa này bạn đá vẫn đỉnh luôn các bạn ạ. Ngon. Thì chúng ta sẽ còn khoảng 10 tỷ để cân lương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bảng cân lương với đội hình này nhá. Chúng ta đến với bảng cân lương với đội hình này. Đội trụ Balak. Balak anh em lấy CFA được. Còn lại BTB ngày hôm nay Forest, West Ham Party. Đây là Thomas Muller, đầu tư Muller xịn sò luôn anh ạ. 22 TS. Cái Perisic nhỉ. Perisic lấy con LL được rồi. Dễ mua, dễ bán. Chắc Gnabry tính ra nhỉ, tính thanh khoản nó khá là cao các bạn nhé. Lương 18 cộng 6 chỉ số 509. Và team LL là cũng chạy mẹ 127. Boateng. Tính ra Boateng cũng là phương án tôi cân lương đi được tương đối đấy. Boateng có lương 19 thôi. Kể ra đội hình này chắc chẳng phải cân lương lắm đâu. Suler này. Suler TS nhá. Lâu lâu tôi chưa đá con Suler này nên tôi cho con này vào đội. Để lấy một con Manuel Neuer. Manuel Neuer thì chắc cứ đầu tư to to một tí. Form đẹp. Tầm này được đấy. Đấy MS nhá. MS chỉ số 108. 4 chỉ số ẩn. Được các bạn ạ. Đa số những cái mùa nào của Neuer chỉ số ẩn cũng đều đẹp nhá. Quân cúp này. Quân cúp này mua được không? Nếu như quân cúp này mua được thì cũng được nhá. Con này hôm trước tôi thấy bắt hay lắm. Lấy mẹ quân cúp đi. Lấy mẹ 3 tỷ 4 đi. Neuer mùa này cũng không phải là một mùa bắt hay của Neuer. Cái kỳ quân cúp này không phải kỳ hay. Lấy Neuer này nhá. Thì bây giờ chúng ta còn đâu đó khoảng 30 lương cho đôi cánh à. Tôi cứ mua tạm một tí tôi thay đổi sao cũng được các bạn, không sao. Cho một con lương 16 trước đi. Lấy mẹ luôn, điểm danh chỉ số luôn. Lấy Alaba. Alaba lấy mùa này được. Alaba lấy mùa 20U. Afonso Davy được nhá. Afonso Davy nó có cái mùa lương có 15 thôi. Đây mùa này, lấy tạm mùa này được các bạn. Chứ mà mấy con này chỉ cần ăn vé chạy là được các bạn. Afonso Davy mùa UCL 19, lương 15. Đây. Còn lại lương 15 thì nó cũng có nhiều lựa chọn cho anh em đấy. Như có Kimmich mà. Kimmich, mua con Kimmich này thì ngon nhỉ. Tôi cứ mua Kimmich vào đây để mắc binh nhá. Kimmich mùa này thì cân lương đúng là mắc con mẹ binh luôn, lương có 15. Đấy. Form chính thì tôi nghĩ là như thế này, cực kỳ đẹp. Nhưng mà để mà dự phòng thì anh em cứ mua mấy con hồng lương 15 nữa. Vị trí DF. Nhiều lắm, tính ra cái vị trí lương 15 này rất là nhiều này. Anh em thấy lấy con Alaba cũng được này. Lucas Hernandez, Pava đấy, thực ra là cái form lương này thì rất là nhiều lựa chọn. Cánh thì các bạn chỉ cần như thế thôi. Chỉ là các bạn Lucas Hernandez cũng được này. Anh em có thể bù thêm vài lựa chọn nữa để anh em có thể thay đổi nhé. Kimmich, Alaba, Afonso Davy với Pava này, mấy thằng lương 15 đều có thể thay đổi cho nhau được hết nhé. Đó, tôi vẫn còn dư đâu đó khoảng hơn 3 tỷ. Hơn 3 tỷ này thì nếu như mà các cầu thủ về hết thì chúng ta có thể mua thêm dự bị. Còn không thì tôi nghĩ chúng ta phải mặc cả một tí. Chúng ta cố gắng làm sao để mình luôn luôn là người đứng đầu đẹp nhá.
Thực ra trong cái tầm tiền này thì cũng có nhiều cái option và rất là nhiều cái lựa chọn để anh em có thể thay đổi. Nhưng rồi ok anh em ơi, đâu đó khoảng hơn 200 tỷ, chính xác là khoảng 208, thì bác chủ bác ấy rất thích Thomas Muller nên là tôi sẽ lấy cho bác chủ của Muller TS là đầu tàu. Còn này hơn 100 tỷ. Và kết hợp với đó thì chắc chắn với cái team Bayern Munich các bạn sẽ có Robert rồi. Và tầm tiền này tôi lấy mổ cáp này là hợp lý nhất luôn. Chỉ khoảng gần 30 tỷ thôi, cực kỳ mắc binh. Ở đôi cánh sẽ là hai cầu thủ hai chân như một, Benedict LL, bên cạnh là Serge Gnabry của mùa 19 U cộng 6 bạn nhé. Con này để cân lượng rất là ngon và giá trị sử dụng nó vẫn còn nguyên bây giờ, vẫn rất đỉnh. Bộ tứ nguyên tử chúng ta đều có hai chân như một. Đối trụ thì anh em thể lựa chọn Ballack và Goretzka, và đây là hai mùa giải tôi lựa chọn Totti và BTB. Cặp trung vệ sẽ là Boateng của mùa LH8, bên cạnh là Suler của mùa 22TS. Trung vệ thì cái team Bayern này còn có vài lựa chọn như kiểu Upamecano, rồi là Lucas Hernandez hoặc là Pavard, hoặc là đẩy Alaba vào đá trung vệ cũng được. Nhưng mà mấy con kia trong nhiều video tôi cũng đã xuống tiền rồi, thì ngày hôm nay tôi lấy Boateng đá cặp cùng với Suler các bạn nhé. Nói ơi tôi cũng bú tạm con World Cup. Còn này lương 20 hơi cao đấy. Các bạn nếu như mà muốn bóp lương thì có thể bóp Loyer xuống một chút được. Ở đôi cánh thì 30 chia đều thôi. Tôi lấy Kimmich và Ofosu-Ivi. Quá đẹp. Nói chung là tầm hơn 200 tỷ. Tôi nghĩ đây cũng là một lựa chọn rất mắc binh của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ đến với đội hình tiếp theo thôi. Shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn.